Cái này mình cái củ sâm này là mình uống bổ lắm đúng không Bổ anh? lắm, mình ăn sống cũng được mà. À, ăn sống được hả? Mình rửa sạch xong rồi mình nhai luôn à. À, củ này to quá. Ồ, to ha. Một cây chỉ có một củ thôi Một hả anh? củ thôi, một cây một Dạ, củ một thôi. cây một củ cả nhà. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở trên một cái vùng núi. Hôm nay á là gà muốn chia sẻ với cả nhà mình hoàn cảnh của anh Văn. Thì anh Văn cũng có đi phụ giúp cho gà để chia sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì trong khi đó là hoàn cảnh của gia đình của anh á là cũng rất là khó khăn cả nhà. Thì hôm nay gà mời cả nhà mình đi vô trong để thăm hỏi lại gia đình của anh Văn nha. Phía trước cả nhà mình á là một cái ngôi nhà đây nè. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà của trong gia đình của anh Văn á là tặng cho anh. Cái ngôi nhà đây gà không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà gà thấy nè, cả nhà mình cũng thấy là người ta làm á kiểu như là cái này nó không có chất lượng cả nhà, cửa sắt đồ nó xét hết rồi mà hàng kiểu như làm cho có thôi chứ cái nhà này gà thấy toàn đồ cũ hết cả nhà. Thì anh Văn đang ngồi giặt đồ, còn đây là cái phía cái nhà bếp của anh này cả nhà, bếp anh đây. Ồ, chào anh trai. Chào em. Đây, đang giặt đồ hả? Giặt đồ. Giặt đồ cho vợ. Chứ bây giờ nó bệnh rồi, giờ ai đâu giặt, anh phải giặt. Ngồi đây giặt đồ sao mình cũng ra suối giặt anh? Giặt ở đây á là tại vì mình ra suối nước nó đục. Ở đây mình hứng nước mưa á là mình giặt nó là nó sạch cái đồ hơn. Rồi mình giặt xong á là mình mới đem ra suối mình sổ. À, bây giờ nó bệnh rồi bây giờ anh phải giặt nó ăn nó uống cho nó cho vợ anh Cho vợ chứ sao cho nó. quên Anh quên. Quen rồi. anh viên à Gà thấy là người đồng bào á, thì thường thường á là họ giặt đồ họ ra suối họ đập không à. Họ lấy cái cây họ đập, với lại họ đập trên đá trên đồ á cả nhà. Thì ở đây mình không có đúng không anh? không vợ anh thì có hồi lúc mà vợ anh chưa bệnh á thì là có đập lên đá này nè, phạch 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 vậy á, rồi xuống cuối cùng rồi hàng nút mình còn không đó, anh lấy áo anh xỏ luôn là không có hụt nút nào hết á, anh phải kết lại. Rồi còn khi mà anh không đi làm anh ở nhà á thì anh phụ giặt, anh giặt cho nó bảo đảm hơn, còn giao cho vợ anh á giặt là hàng nút mình không còn đâu. Bữa giờ anh có đi làm mướn cho ai ở đâu không? Cũng có, cũng người ta kêu đi phát cái rẫy cho người ta á. À, rồi anh cũng đi kiếm thêm chứ bây giờ ở nhà thấy mắc một buổi thấy uổng à. Mất buổi là uống hả? Mà hên mắc một buổi là anh uổng, tại vì là trong thời gian mình thất nghiệp á là mình cầu cho người ta kêu mình à, làm một một ngày là mình thích ngày mình thấy ham lắm, còn mà không có ai kêu mình ngồi buồn lắm, buồn là sợ là mình không có tiền để mình lo trong gia đình nữa. Gà có mua một ít bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ này cả nhà. Thì có một chị ở bên nước ngoài á là dặn gà là mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ. Chào chú, Ừ. hai chú. Rồi cả nhà thấy bốn bé là dễ thương cả nhà. Quá xá là dễ thương luôn. Đây, có món quà cho mấy con nha. Tôi cảm ơn chú. Này, này Con sữa của cảm con ơn nè. chú. Đó, của con. Mỗi đứa là mỗi cái nha. À, cái này của con. Chị bỏ cháu đây cho cháu ngồi để chơi đi. Có bánh Đây là kẹo chị nè. đang xếp ra đi. Ở đây có cái bánh đậu xanh này có nha. Rồi cái đây là thạch dừa có kẹo ở trong đây nè. Rồi chú chia ra cho khỏi lộn xộn nha. À, kẹo nè. Gà mua ở trên núi này á, người ta không có bán giống như ở dưới thành phố cả nhà. Tại vì là người ta bán ít ít không mà. Bán nhiều quá như mình sữa mình mua một thùng thì người ta không có bán. Ở đây không có ai mua một thùng hết trơn. Nè, của con nè. Này của con nè. À, bánh kẹo đây mấy đứa chia nhau ra ăn nha. Chị ơi, chị cho em hỏi chút xíu nha. Là cái mũi của chị á là bữa giờ sao rồi chị? Mũi vậy vẫn còn đau, còn nhức lắm. Nhức lắm hả? Nhức trên trán vậy á. Nhức trên trán là đưa ra sổ ốc luôn, hai bên vai này nó mệt mỏi lắm. Chứ làm gì đâu có được đâu. Dạ.
Vậy là bữa giờ chị có hỉ ra nó có cái mùi hôi không chị? Dạ có, vẫn còn. Có uống thuốc gì không? Có. Hồi bữa con xuống khám cũng lấy thuốc về uống. Dạ. Rồi cũng chụp lại kia nữa rồi. Dạ. Hôm bữa là em nghe anh Vân chia sẻ là chị bị cái ngực của mình á, cái vú á là bị cái gì mà nó sưng lên nó ra mủ phải không? Rồi có đi khám bác sĩ luôn không? Có. Khám bữa... bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói là bị gì? Bởi cái cục gì nằm trong vú á. Cái khối u á hả? Khối u á. Nên làm mủ không à. Ồ. Xong rồi bác sĩ biểu mua cái đồ hút gì hút mủ ra á. Dạ. Rồi mua về hút toàn ra mủ không. Rồi đâu có cho em bé bú được đâu. Không có cho em bé bú. Giờ nó cũng đau. Cái căn bệnh đó nó rất là nguy hiểm luôn cả nhà. Tại vì ở trong cái ngực của mình mà nó tích tụ mủ ở trong đó, nếu như mà mình không điều trị gà cứ sợ là gà thấy như gà cũng có chia sẻ những cái hoàn cảnh á, bị bệnh ung thư vú á cả nhà, rất là nguy hiểm luôn. Với lại cái mũi của chị á, chị nói là chị bị viêm son là bao nhiêu năm rồi chị? Cũng được 7 năm nay. 7 năm nay rồi, lâu rồi. Mà chị ấy ra là nó có cái mùi nó thúi luôn. Dạ đúng rồi, mùi thúi ghê lắm. Vậy là nặng lắm rồi cả nhà. Hôm nay gà đến đây á, là gà muốn thăm lại gia đình của anh chị. Và gà sẽ giúp cho chị, trước mắt á, là giúp cho chị để chị có thể là đi bệnh viện, để bác sĩ có thể là điều trị nạo cái son ở trong cái não ra cả nhà. Nạo ra để cho hết ra, chứ sợ là bị ung thư cái lỗ mũi của mình luôn á. Gà thấy có những cái trường hợp á, là để lâu quá đó chị. Để lâu quá là virus nó ăn, là nếu như mà chuyển sang ung thư á là nó ăn cái lỗ mũi của mình mất luôn đó. Tại vì cái son á, theo gà nghe ông bà chia sẻ là nó nằm ở trên cái trán của mình phải không? Ờ đúng rồi. Bác sĩ là có khám trên trán không? Không. Bác sĩ chụp phim không à. Không có khám. Dạ. Gà thì gà thấy nhiều người bị viêm son, người ta sống chết luôn á. Tại vì cái căn bệnh mình nó hành mình dữ lắm. Trời mới như là trời mà mù đồ á, mưa sắp mưa rồi nó hành mình dữ đúng lắm rồi. Phải không? Như đấy, nói về hồi sáng nó mới sáng này nè, làm gì đâu có được đâu, đưa nó nhỏ đi học cũng đâu có được, nó đau đầu lắm. Dạ. Trời u u á, nó khó chịu lắm. Dạ. Nó cảm thấy nó đau trong người á. Dạ. Rồi phải ráng đi. Như bây giờ chị sợ nhất là cái mùi gì chị? Mùi hôi hả? Dạ đúng rồi. Ý là chị có kiểu như là mình có thấy cái mùi đó hay là như thế nào mình cảm thấy sợ? Mùi mấy người mình làm thịt gà đồ á là sợ nhất. Rồi nói chung là mùi thịt gà là một, mùi thịt vịt là hai. Yeah. Mùi cá là ba. Yeah. Là chịu không nổi luôn á. Là mình mà hít được những cái mùi đó là mình chịu không nổi. Chịu không nổi là bắt đầu mình phải kiếm đường mình chạy ra chỗ khác. Trời. Chứ mình ở đó mình hít là không nổi đâu. Vì lại thịt gà là nhất luôn á. Thịt gà. Bay mùi tanh là thở gặp ai mà rửa thịt gà nhà bất cứ mình đi sơ hở mình đi nhà người ta đi ngang đường á. Là chịu không nổi luôn á, bắt đầu về là bệnh liền á. Tại vì mình hít cái mùi tanh á, nó chịu không nổi, đau. Nếu như mà cô chú anh chị có xem được cái video này của gà á, mà mình có cái phương thuốc gì mà về đông y á có nha. Về đông y có thể là mình hít hay là như thế nào có thể chữa được cái căn bệnh viêm son á, thì cả nhà mình có thể là liên hệ qua cái số điện thoại gà có để trên màn hình á. Thì mình có thể là giúp cho anh chị có một cái phương pháp là chữa căn bệnh đó. Thì gà cứ sợ là mình đi đến bệnh viện, mình chữa bệnh là cái chi phí nó không có đủ. Tại vì nếu mà đi á, là đi tới Sài Gòn luôn cả nha. Đi tới Sài Gòn để có thể là chữa trị cho chị á. Chứ ở đây thì gà thấy là chắc là họ không có làm đó đúng không? Đúng rồi, không có làm đâu. Họ xuống rồi họ siêu âm rồi họ nói chuyện vậy thôi. Rồi họ cho mình hút mình hít thuốc lên thôi. Hít thuốc vậy cho nó thông cái trắng mình á. Họ bữa xuống hít nó đỡ. Lấy bánh này ăn đi, lấy bánh ăn đi con. Nè, bánh con nè. Kẹo cho cháu ăn nè. Trời ơi, nó hút không tông nè. Đó. Nha. Bánh này ăn ngon lắm nè. Bánh này là bánh tuổi thơ luôn á. Nè chị ăn đi chị ăn đi. Lấy sữa uống nha con nha, lấy sữa uống nha. Mấy đứa nhỏ ở đây thì thích bánh, thích kẹo coi nha. Thích bánh kẹo lắm. Vài bữa thì gà sẽ có một cái chương trình mới. Gà sẽ đi, lúc nào gà đi á là gà sẽ chở theo bánh kẹo để có thể là chia sẻ
và tặng cho các bé ở miền núi. Tại vì cũng có nhiều cô chú là góp ý với gà. Cô chú nói là đi lên trên núi thì mình mang theo bánh, theo kẹo để chia sẻ cho các em nhỏ. Nhưng mà trong khi đó mỗi lần gà đi á, một cái ba lô đầy như vậy nè, mà đâu có đủ đâu quá nha. Chị em ở trên đây rất là nhiều luôn. Mình đi đâu mình thấy mình thương là mình cứ cho. Thậm chí mình bỏ tiền túi ra, những mấy bé mà cho 5-10 ngàn là 20 ngàn đô là mừng dữ lắm, chạy la hết cả xóm luôn. Rất là thương luôn. Thì bữa nào gà đi á, là gà làm hai cái thùng hai bên xe á, là mình đi đâu á, mình lấy kẹo mấy bánh ra để cho mấy đứa nhỏ ăn cả nha. Cả nhà thấy á, người đàn ông đảm đang luôn. Đi làm về giặt đồ nữa. Có nấu cơm không anh? Có. Nấu cơm có rửa chén không? Có luôn. Có luôn hả? Có luôn. Làm hết luôn hả? Làm hết, bao căn cho vợ luôn. Bao xô luôn. Dạ thấy rất là ít người đàn ông mà làm như thế này lắm cả nhà. Đi làm về nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Hết tất cả luôn. Rồi giặt xong có lấy cây đập lại không anh? Không không. Bữa em đi ngang qua cái con suối em thấy người đồng bào rất lay á, là họ giặt đồ á, họ bỏ ra cái suối á, xong đầu lấy cây đập. Ừ. Đập xong là đập lên cục đá nữa. Mà em không biết là có rách đồ hay không. Rách. Giờ anh đập trên đá nè, rách hoài thôi. Dạ. Quần anh cũng rách mà quần mấy đứa nhỏ cũng rách, bà đập tê tu luôn. Bây giờ còn đập không anh? Hết rồi, có anh giặt rồi. Có anh giặt rồi, giờ anh hết đập rồi. Chứ bây giờ anh giao cho vợ anh và nó xuống nó đập xong mà nó chà xong rồi chà đã rồi xong rồi đập tiếp, đập trên đá tiếp rồi xong mới chịu sổ mới đem về phơi là quần áo tê tu hết. Bữa em gắn đèn sáng không anh? Sáng cái đêm nhà bữa em nhà bếp sáng lắm, sáng mà dễ thấy đường nấu ăn nữa. Dạ. Mình nấu ăn cái gì vậy anh? Nấu cơm với lại canh chua. Cá khô. Khói quá trời khói luôn. Này xô cơm nè. Nấu còn viên cũng chưa ăn được. Như thường thường là gia đình mình hay ăn cái món ăn gì vậy anh? Canh bay nhá. Canh bay là canh gì anh? Canh bay có nghĩa là mình hái các loại mà nói chung là hồi trước kia thì người đồng bào ta nói là những cái cây cỏ. À. À, cây cỏ nhưng mà bữa nay người Kinh mình kêu như thế nào anh không biết, nhưng mà theo cái quan điểm ở người đồng bào đây là cái cỏ nó mọc dưới đất á. À. Là những cái cỏ đó là bò nó ăn được thì mình ăn được. Dạ. Đồng bào ta nói vậy á. Rồi cái vợ anh mới bắt chước theo là cha mẹ đi hái á. Rồi từ đó sau là hái về ăn. Rồi khi mà anh ưng vợ anh á thì nó cũng hái. Vợ anh hái về nấu, anh nói ui ăn cái này chết sao, toàn là cỏ không à. Đó. Ừ, nấu ra thì anh cũng nếm thử. Anh thấy ngon quá, anh ăn luôn, biết tới 10 năm nay luôn. Là anh ghiền luôn. Tí nữa mình có đi hái không anh? Hái. Đi hái hả? Ừ. Anh dắt em đi theo nữa nha. Ừ. Dạ. Vì chút nữa đi hái em đi theo cho biết những cái cây cỏ như thế nào. Dạ. À. Gà sẽ dắt cả nhà mình đi cùng để coi thử là cái canh bay là cái canh gì nha cả nhà. Canh bay của người đồng bào. Anh cũng đâu có biết đâu, anh lên anh mới biết đúng không? Không không. Hồi đó giờ anh không biết, tại vì anh cũng sợ chết lắm. Ừ, thấy nó ăn ba cái cỏ vô nấu một chòm vô cái son á. Bên mình mấy người mà người Kinh bên mình á, có người ta sạch sẽ người ta nói ồ cái này nấu cho heo ăn chứ người ăn cái gì. Nhưng mà bên người đồng bào ta nói là canh bay, ăn ngon lắm. Yeah. Rồi anh cũng tập ăn miết tới bữa nay 10 năm anh ăn bình thường. Ở đây cả nhà mình thấy phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp cả nhà. Mình đi ra suối ra đồ. Chỗ này có một cái suối nước nè cả nhà mình. À, con cua hả? Ồ đây con cua đá nè cả nhà ơi. À, cả nhà mình coi nè, con cua đá nè. Ồ, nó kẹp nó nha. Con cua này là con cua suối ăn rất là ngon nha cả nhà. Đây, đặt xuống cho cả nhà mình thấy rõ nè. Cua này gà bắt gà ăn rồi, nó rất là ngon luôn. Nhưng mà con này chỉ có người đồng bào ăn thôi chứ không có đem ra chợ bán. Ít người Kinh biết lắm. Con bỏ xuống suối cho nó sống đi con, có con mà. Từ đây nha.
đá không? Đá không ạ. Xa không chị? Xa. Xa lắm hả? À, ở gần nhà mình là ăn hết rồi phải không? Lên đỉnh núi luôn hả? Rồi bữa nay em đi theo luôn. Đi nổi hết á. Đi theo để chia sẻ hình ảnh cho cả nhà mình biết cái canh bay là cái canh gì. Thôi cả nhà coi con chó nhỏ chạy theo kìa. Chạy theo quẳng dễ thương nha. Ồ, đi hái canh mà vô bụi vô rừng không. Ở chỗ đây á là đất nó trống á. Người đồng bào ở trong đây không à. Sao chị? Ờ em nói rồi mà ở đâu em cũng đi hết mà. Cây tên gì? Cây nào em cũng leo được hết á. Anh chị dắt gà đi đâu gà cũng không biết luôn cả nha. Đi đâu túc ở trên núi. À đi ra ngoài cái bụi rừng như thế này nè cả nhà. Để hái cái rau đó. Tại vì gần nhà là anh chị ăn hết rồi. Đi ra chỗ xa xa như thế này. Một lần đi đi kiếm đồ ăn cũng xa. Nay gà đi gà muốn chia sẻ hình ảnh ở trên núi á, cảnh quan thiên nhiên cho cả nhà mình nhìn thấy qua cái mặt ảnh nhỏ của gà nha. Wow, phong cảnh ở đây cả nhà mình thấy đẹp không? Phải chui trong bụi trong lùm như thế này nè. Chui rẫy bắp người ta. Bé nhỏ kia biết đường đi trước. Hôm nay gà đưa cả nhà mình đi chui trong bụi. Mà gà lại thích mình đi những cái con đường như thế này nè cả nhà. Tự nhiên mình đi mình thấy nhớ tuổi thơ của mình. Thật sự luôn á. Ôi cha, cỏ gì mà cao dữ vậy? Đây nè. Ồ. Hái cái lá gì vậy anh? Lá cỏ này. Lá cỏ hả? Ừ. Ồ. Ồ, lá gì lạ vậy anh, tên gì? Cái này cái vợ anh biết, cho anh không biết. Mà nó anh đi á thì anh không biết cây này nó giống cây kia. Ừ. Giống một là một lá gì nó giống như nhau mà anh không biết đâu. Chỉ có vợ anh phân biệt được thôi. Dạ. Chị có biết cái cây này nó tên gì không chị? À biết. Tên gì chị? Cây này cây lá gì nè, lá rúi rừng. Lá rúi rừng. Ừ. À, lá rúi rừng. Là cái này mình ăn nó có cái vị như thế nào chị? Nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt. Ừ. Dạ. Nếu mà trời mà mùa nắng mà chặt hết mấy cái này ra cho nó mọc lại cái nhọn á. À. Cái nhọn mình hái về mình nấu. Dạ. Mình nấu cháo á. Nó nứt ra mấy cái lá non đúng không? Ừ. Dạ. Mấy lá non xíu tí nó ăn nó ngọt hơn nữa. Cái này tại vì mưa nè, không có ai hái nè, giờ nó già rồi, nó già hơn xíu. Mẹ ơi. Ở đây.
Lạ ghê cả nhà, lần đầu tiên mà gà được trải nghiệm mà mình biết đến những cái cây lá rừng mà ăn được luôn á. Cái cỏ này, cái cỏ cao cao này con bò nó có ăn không chị? Ăn chứ, nếu mà nhà người ta có bò người ta cắt về nó ăn. À, tại vì em thấy cây cỏ gì mà nó đẹp dữ vậy? Cỏ này nó ngứa lắm. Ngứa hả? Cái lá này nó cắt mình nè, mình mà bằng áo ngắn tay nó ngứa lắm. Ừ, ngứa thì sao con bò nó ăn được? Thì được, thì ai biết đâu. Thì bò ăn được mà. Ấy là mình đây á, ví dụ mình cắt nó, trời ngứa lắm. Em mới chui vô một xíu nãy nó ngứa ghê nè. Ừ. Lần đầu tiên gà cũng thấy cái cây cỏ này luôn á, cây cỏ mà nó cao hơn cây bắp luôn. Wow. Ở nhà coi con bé chó nó chạy còn nhanh hơn mình nữa. Nó chạy nó chui vô bụi vô lùm không. Khi mà mình đến cái nơi của người đồng bào sinh sống á, thì mình mới hiểu được cái cuộc sống của họ như thế nào. Hái lá giang hả? Ừ. À, lá giang này mà nấu thịt gà là ngon đó anh ha. Ừ. Cái này là nấu thịt gà, hết sảy luôn. Hái cả cỏ nữa hả? Cái này là nấu canh chua, thì nấu nó này không à? Dạ. Đi về, đi về. Đây. Cái đó cái gì vậy chị? Cây sâm rừng nè. À, cây sâm rừng đó hả? Ồ, sao mình không lấy củ nữa? Được không anh chị, được không? Anh cầm cái cây đó. Đó đó. Ở đâu đó? Cây chưa tài liệu bác ạ. Được không anh Vân? Cái cây nào cũng có củ hay sao chị? Ờ, cây nào cũng có củ hết á. À. Anh Vân thì đang đào bên cái bụi bên kia cả nhà. Cái cây đang vậy mình đào có cái đường nhỏ nè. À. Để lấy thử cái củ sắm lên như thế nào. Đây. Lấy chưa? À, một củ. Bự không anh? Nó xíu à. Nó xíu hả? Ừ. À, đồ núi mà làm gì có cây to. Như đó đủ ăn rồi. Wow, củ sâm cả nhà chút xíu xíu nè. Cái này mình cái củ sâm này là mình uống bổ lắm đúng không bổ anh? Bổ lắm, mình ăn sống cũng được mà. À, ăn sống cũng được hả? Ừ, mình rửa sạch xong rồi mình nhai luôn à. Dạ. Mình cào nè, đó mình cào ra cái chất vàng nè. Đó, mình cào ra chất vàng. Nó còn cái lỗi trắng nè. Dạ. Rồi mình nhai mình ăn luôn à. Ừ. Đó. Đẹp hơn cả nhà. Đây là củ sâm núi nha cả nhà nha. Sâm núi ở trên núi nên là nó không có được to, nó nhỏ. Nếu mà mình trồng á thì nó sẽ to. Nó to hơn. Ừ. Có không chị? Có. À. Nó có củ bự ha. Bự, cái củ này nó bự nè. À. Lá nó nè. Lá nó. Này cây bén nè. Cái bông của nó này cả nhà, này là cái bông của nó nè. Anh nhìn thấy. Đó, đây là cái bông của cái cây sâm. Đây những cây nè. Đây nè quá trời nè. Cây đó luôn á hả? Ờ, nó nè. À. Ô, củ này bự quá. Bự không anh? Bự. Bự khá đi, cây bự này. À, củ này to quá. Wow, củ bự quá ta. To ha. Một cây chỉ có một củ thôi một hả anh? Một cây một củ cả nhà. Còn cái củ to đâu cho chú coi. Wow, chà, đã quá ta. Này là sâm núi nha cả nhà. Đã quá. Rồi con rửa sạch đi. Nếu như mà cả nhà mình muốn mua sâm núi về để có thể là uống á, đau nhức xương khớp nè, rồi mình uống cho có sức khỏe cả nhà, thì cả nhà hãy liên hệ với lại anh ba của gà nha. Anh ba của gà có đi đào cái củ sâm này nè về để chia sẻ lại cho những cô chú mình ngâm rượu. Bây giờ anh chị
đưa cả nhà mình qua hái cái, hái thêm cái cây gì á. Gà cũng không biết tên của cái cây đó nữa. À, đây là cỏ nè. À cha, cái cây gì gà không biết luôn. Gà cả nhà mình coi, cả nhà mình có biết không nha. Đây là cái xét vô cái lá cho cả nhà mình coi nè. Đó. Ừ. Cái này mình nấu canh ăn luôn hả anh? Ừ, nấu canh bay ăn luôn. Ừ. Bên. Để lên bên ơi. Cua. Con cua nó cắn. Con cua là con đĩa nha anh. Đó, con cua. Ủa cái lá đó lá gì vậy chị? Lá này là cái lá rau chay. À em coi thử đi. Em coi thử rau rau chay nó sao. Sợ nhất là đĩa. Đĩa ở trên núi mà cũng có đĩa nữa hả? Có chứ, tại vì dọc suối này người ta trăng trâu trên đây nè. Em coi thử cái lá này. Không biết là cả nhà mình biết cái lá này hay không. Đó, cái lá của nó nè cả nhà. À, cái này gọi là lá rau chay hả? À. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Ở trong một cái nồi canh như vậy là mình có bao nhiêu món? Dạ, nhiều khi mình đi hái lá nhiều lá thì nhiều khi cũng năm cũng có 5 món thì 7 món, tùy theo mình hái nhiều thì mình nấu nhiều. Dạ. Ừ. Đây hả anh Vân biết hái không? Đó, anh hái nè. Coi chừng hái lộn lá nha. Giờ anh chỉ không nè. Giờ anh chỉ không ạ? Ừ, giờ anh chỉ anh mới biết này, còn không thì nó bò dưới đất á là anh không biết là ăn được đâu. Dạ. Anh nói là cái cỏ không à. Ừ. Ăn chết sao bà hái ăn chết sao bà nó ông ăn ngay, chết tôi chịu. Đó nè, cái cây. Dạ. Cái rau này ở chỗ em á nhiều lắm, ở trên ruộng á. Ừ. Mọc đầy ở trên ruộng theo mấy cái bờ mương á. Đây thì phải đi theo suối dọc xuống mới có. Sao không? Không cạn à. Ừ, cái đó con đĩa nha. Sợ con đĩa hả? Hồi đó đi làm thuê là mướn cắt mướn người ta mang vớ 2-3 cái vậy mà đĩa cũng chui vô nó vớ rách á. Dạ. Bắt đầu này, lát nữa là gãi thấy con đĩa là chạy như chạy vậy luôn à. Ôi đi qua cái mương. Ô cha, chó nhỏ nhảy qua kìa. Chó lớn đi qua luôn kìa. Tới bờ suối thì anh chị sẽ dắt cả nhà mình đi hái một cái loại rau nữa. Loại rau này anh chị nói là ngon nhất. Cây gì vậy anh? Cây lan rừng. Lan rừng hả? Ừ. À em coi thử đi. Ồ cả nhà, cái đây là cái lan rừng nè. Ồ cái này sâu ăn quá lủng lỗ nè. Đó, cả nhà mình thấy không? Cũng là một trong những món trong cái bữa ăn của mình luôn á hả? À đúng rồi. Yeah. Lá đó lá gì vậy anh? Anh cũng không biết kêu tên nó không? Mà người đồng bào thường ăn lá này lắm, cây cỏ này lắm. Dạ. Ừ. Cây cỏ này nói chung ra nấu canh bay ăn ngon lắm. Ờ. Luộc cũng ăn ngon nữa. Dạ. Là một trong những món của mình ăn phải không? À. Anh cho em coi thử anh. À. Rồi cái lá này là cả nhà. Lá này là nấu canh ăn ngon lắm hả anh? Ừ. Nấu canh bay ăn ngon lắm. À, nó quéo cả nhà. Cả nhà mình thấy cái dòng suối đẹp không cả nhà? Nước mát. Nước ở chỗ cái suối này là chảy quanh năm luôn á, tại vì suối này là suối lớn. Cả nhà ơi, cả nhà cho gà hỏi là cái cây này có phải là cây bạc hà núi không? Thì gà nghe cô chú anh chị là nói là cây bạc hà núi á, là trị bệnh.
rất là tốt luôn, rất là hay cái củ của nó. Thì gà nhờ chị là kiến đen đào lên thử nha. Kiến hả chị? Kiến đen. Nó không có củ hả chị? Đây này, củ nè. À phải không, cái củ của nó nè cả nhà. Cái này nhỏ phải không? À cái này còn cái con mà, cái còn nhỏ. Cái còn con hả? Con kiến không à. Cái cây này nó còn nhỏ cả nhà, nhưng mà gà không có biết là có phải là cây bạc hà núi hay không. Nếu như mà cả nhà mình biết á thì hãy cho gà biết nha, tại vì quê hương của gà cái cây này nó rất là nhiều. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái cây này á là nó mọc ở đây nhiều lắm phải không? Ờ, dưới suối đây nhiều lắm mà chị cũng không biết cái cây này là cái cây gì nữa. Dạ. Yeah. Mọc dưới suối ha. Mọc dưới suối. Đây nè, cả lắng luôn nè, mọc dưới suối. Nó có ngứa không chị? Dạ có chứ. Cái cây đó mình như thí dụ mình không biết á, mình chặt chơi á nó ngứa ghê lắm. Là cái lá này, cái thân nó cũng ngứa, nói chung là hoàn toàn nó ngứa hết á. Dạ. Mình lấy cái rau đây để mình nấu cái món gì chị? Mình nấu cháo. Nấu cháo ăn hả? Nấu cháo canh bai á. Vậy là mình nấu cháo hết luôn vô luôn. Nấu mấy rau mà mình đi hái về á. Mình lặt cho sạch xong rồi mình rửa. Mình lấy chút nước muối á, mình rửa loãng đi. Sửa mấy con sâu này cái nọ á. Rồi mình để ráo xong mình coi nhà bếp mình gạo mình chín á, rồi mình bỏ vô. Cái loại rau này là mình ăn bao nhiêu năm rồi chị? Ăn nhiều năm rồi. Ăn nói chung từ nhỏ tới lớn vậy á. Bữa nay em mới biết á. Em mà biết là em lên em càng quét hết núi luôn á. Cái này ở dưới chỗ ruộng em nhiều lắm. Nhưng mà em không có biết đâu. Giờ bữa em ra ruộng em bứt em ăn thử. Nấu canh ăn thử. Thì ăn thử ngon lắm. Ông bà mình ăn từ xưa tới giờ luôn phải không chị? Ăn từ hồi xưa giờ luôn á. Mấy cháu cũng ăn cái canh này vậy đó nha. Là ngày nào gia đình của mình cũng bứt cái này về ăn hết. Bứt về ăn. Con gái nhỏ coi kìa. Nè mình lặt mấy cái non non vậy nè. Mình lặt ra nhỏ nhỏ, đừng có lặt bự quá, mấy nhỏ ăn không được, mất củ. Mình lặt nhỏ nhỏ thôi. Ăn rau cỏ vậy mà tốt ha. Khỏe. Ở trên đây gà thấy là đồng bào ở miền núi á, là ăn những thứ mà thiên nhiên đó nha, sống thọt lắm nha. Con gái ăn bánh kẹo ngon không? Cảm ơn cô Mai ở bên Mỹ vậy con. Cảm ơn cô Mai ơi. Cảm ơn cô Mai. Cái món quà mà bánh kẹo là của chị Tina Mai ở bên Mỹ gửi tặng cho mấy cháu nữa cả nhà. Chị nói gà mua nhiều lắm nhưng mà ở trên núi đây người ta không có bán. Người ta bán cái ít không à. Đúng. Bán nhiều là không có ai mua. Vô đây xem anh Văn ảnh... anh đốt lửa ở trong đây nè cả nhà, khói không à. Xong mở đèn lên tới thui vậy anh? Em thấy còn sớm á. Mở lên cho sáng đâu hết điện đâu. Anh thấy còn sớm á cho nên anh thấy thôi để anh nấu đỡ, khi nó tối quá mình thấy đường á mình bật lên. Wow, cái nhà bếp của anh cả nhà khói quá chịu nở luôn. Cái này mà anh ở trong đây anh ngửi cái mùi này riết á, anh bị phổi luôn đó anh. Giờ sao bây giờ chặt chội này phải chịu như sao chưa? Giờ mình muốn làm lớn thì phải có tiền. Thì mình phải mua tôn, mua đồ, mình học mua cây đồ mình làm rộng ra. Bây giờ mình trước mắt mình làm dựng đỡ trong lúc mình đang ngặt nghèo nữa. Vợ bệnh, con bệnh nữa. Anh đang nấu cháo hả? Nấu cháo. Cả nhà coi cái nhà bếp nè, chỉ có cái lỗ ở chỗ kia là khói ra. Với lại cái cửa này, còn như là anh đứng trong đó là hết bấy nhiêu luôn á. Gà đứng đây mà gà chịu không nổi luôn á. Mình nấu rồi mình bỏ vô vậy thôi. Bỏ vậy nè. Bữa nay gà mới biết luôn á. Không biết là cả nhà mình có ai biết không? Lần đầu tiên gà biết trong cuộc đời của gà luôn. Anh Vân á là lên đây là theo cái phong tục của vợ luôn rồi. Sống với người đồng bào Cờ Ho. Cờ Ho hay rất lây anh. Rắc lây nửa Cờ Ho. Nửa rắc lây, nửa Cờ Ho. Đó, mình bỏ như vậy xong là mình nó sôi lên rồi xong mình nhấc xuống mình ăn thôi. Giống như là cháo rau muống nha anh ha. Ừ.
cho nên đó là người kinh mình mà mình cũng là người kinh, nhưng mà điều con cái là cũng có người ta lịch sự, người ta nói nó dễ nghe, còn có người ta không, nó ta không lịch sự, người ta chơi thẳng luôn, người ta nói đồ cháo heo mà mày ăn hả, con cũng ăn hả. À, anh ấy kệ nó cháo heo, miễn sao mình ăn, mình sống mình đi làm là được rồi. Còn ai ăn thì ăn, không ăn thôi. Chứ đừng có chơi bay thì thấy tội nghiệp cho người đồng bào chứ. Nhưng mà canh đó mà nhiều rau là ngon lắm đó. Ừ, nhiều rau là ngon lắm. Dạ. Trời mưa quá trời luôn cả nhà ơi. Sáng nay mời em ăn cơm luôn. Dạ dạ dạ, gia đình mình ăn đi. À, giỏi. Cả buổi ăn cơm luôn em, để vui. Anh ăn đi anh. Ăn đi. Ôi ơi, tới giờ ăn cơm mưa quá trời mưa luôn. Nhìn gia đình ăn cơm mà mình thương quá trời cả nhà. Ngon không? Mấy đứa nhỏ ngon không? Dạ ngon. Lên đây là ăn cái canh này anh Vân quen rồi đúng không? Quen luôn. Ừ. Ăn chắc là quen luôn à. Mưa nếu như mà có tiếng mưa ồn ào á thì mong cả nhà thông cảm cho gà nha. Mưa lớn lắm cả nhà. Mưa trên núi rất là lớn. Thôi vô. Nước chảy hả? Nước chảy. Ừ. Anh Vân là trụ cột của gia đình. Một mình anh đó là anh làm hết tất cả các công việc trong nhà, phụ giúp cho vợ của mình. Anh Vân ơi, anh có thể chia sẻ với cả nhà mình là lúc trước là anh bị liệt nửa người phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi lúc trước á tự nhiên anh đi làm. Dạ. Sau đó anh làm xong là chiều anh về là nó liệt cả nửa thân ngựa luôn. Dạ. Cái chân này anh bước không được, tay này không cầm gì được hết á. Dạ. Chỉ cái tay này không à. Dạ. Rồi sau đó rồi cũng nhờ thằng cháu nó giới thiệu cái bài thuốc gia truyền á. Dạ. Rồi xong đầu á là nó ra thấy anh đi không được, cái đi còn chân này là đi không được. Cứ cầm đây là cầm cái gậy, muốn đi mình ức đi, chứ nằm chỗ mình thấy mệt quá. Rồi xong chỉ cái bài thuốc đó, rồi xong đầu anh uống trong vòng một tuần lễ á là thấy nó giảm hẳn. Mà hồi trước kia là anh chưa uống á, anh có đi thành phố Hồ Chí Minh anh chữa bên về trường đại học Đông y của thành phố Hồ Chí Minh á. Dạ. Là hai lần mà chúng anh không có tiền đâu, cũng nhờ là bà con dòng họ góp lại người ít đưa anh đó anh vô anh chữa bệnh. Khi anh chữa bệnh là được hai lần bay hết mười mấy triệu mà không hết, rồi mới trở về xong thằng cháu nó mới thấy vậy, nó mới chỉ bài thuốc đó thì anh nói thôi giờ phước chủ mời thầy, nếu mà uống hết thì hết, còn hết thì mình nằm chỗ thì tội cho vợ cho con thôi. Rồi sau đó không biết anh uống được hàng tuần lễ cái đầu có lạnh, cái tay anh cựa quậy được, nó không nhức nữa. Mà một lần nó nhức á anh chịu không nổi đâu, nhức từ ở đây nó nhức nhói ra làm như người ta lấy dao ta đâm nè. Rồi sau đó anh uống được nửa tháng là anh đi được, đúng nửa tháng anh đi được, qua đúng là anh uống thế tới được một tháng rưỡi là anh ngưng thuốc luôn, anh không uống nữa, anh mạnh khỏe mấy bữa nay luôn. Dạ. Rồi từ đó sau đó là anh thấy những người nào mà đau nhức thối hóa xương khớp, hoặc là bệnh viện trả về, và nói về là thối hóa xương khớp mà bệnh viện trả về, ở trong làng cũng có cái con đó năm 40 mấy tuổi á, là bệnh viện nó chỗ nào nó không đi hết á, là bán nhà bán bò bán đất, cuối cùng rồi nó chỉ ao ước thôi, ao ước là ăn được ngủ được đi được là nó mừng. Rồi sau đó anh mới thấy vậy, rồi anh mới trị cho nó. Nói, nếu mà cháu mà uống hết được á là cháu mang ơn dưỡng suốt đời luôn. Thì nói sao giờ là bao nhiêu tiền nó cũng mua. Rồi anh nói là cái này không có lá tốn tiền gì hết, anh
vườn sẽ cứu con thôi, đây là để là kiếm phước thôi chứ không phải là tiền bạc cái gì. Thì nó uống được là 3 tháng là nó bỏ cây bỏ gậy bỏ đồ nó đi bình thường luôn à, nó mang gùi chạy núi o o vậy đó. Dạ. Bữa nay là nó cũng biết ơn à, ơn chứ, nhưng mà tiền bạc thì anh không lấy, tại vì à, cuộc sống mà phải giúp đỡ lẫn nhau, những cái mà ai bệnh ai hoạn cũng như mình đâu mình bệnh vậy, cho nên anh giúp anh không lấy tiền à, thuốc men thì anh làm có thì anh mua, anh mua là anh mua về rồi ai bệnh ai đâu là anh giúp hết. Dạ. À, anh giúp là giúp về cái tình với nghĩa thôi chứ anh không có cần tiền à. Cho nên đó là cái bài thuốc đó gia truyền rất là hay. Dạ. Đó. Nếu như mà cả nhà mình có ai bị đau nhức xương khớp thói hóa cuộc sống phải không anh? Thói hóa xương khớp cuộc sống ha, đĩa đệm gì cũng được hết á. Dạ. Thì cả nhà có thể là liên hệ qua số điện thoại với gà nha. Thì gà sẽ chia sẻ cái bài thuốc đó cho cả nhà mình để chữa bệnh. Chứ gà không chia sẻ trên mạng nha. Gà sợ là có nhiều người họ lợi dụng cái bài thuốc đó để chữa cho những người bệnh và lấy tiền. Bài thuốc này á là mình chữa cho những người bị bệnh là để làm phước. Thì thuốc mới phát huy tác dụng nha cả nhà. Chứ mình mà lấy tiền là công đức của mình coi như là hết. Mình không có thể nào mà chữa bệnh cho những người nghèo được, những người khó khăn, những người bệnh tật. Ủa mình chan nước đó vô trong cơm ăn luôn hả anh? Ừ, mình bớ canh bay ra gì nè, rồi xong đầu cái mình múc một muỗng cơm rồi mình bỏ vô chỗ ngay cái canh bay đó mình ăn. Dạ. Như đó múc như vậy đó à, anh cũng múc như vậy nè. Tính ra mình có biết được những cái cây rừng á, rau rừng đồ mình sống được trong cái thời gian mà mình không có tiền bạc để mua cá mua thịt ăn anh ha. Ừ đúng rồi, cũng đỡ lắm, cũng đỡ cho lúc mà mình ngặt nghèo mà không có tiền mua cá mua mắm đồ là mình cũng nhờ mấy cái này mà mình sống qua ngày. Dạ. À, múc muỗng cơm nha vậy rồi mình bà mình ăn rồi xong mình múc gáo ăn tiếp. Em cũng mong là anh Vân á là với lại chị tuy mình khó khăn nhưng mà cố gắng là cho mấy cháu là đi học đến nơi đến chốn ha. À. Để mấy cháu là không còn khó khăn giống như cha mẹ của mình nữa. Mấy đứa cố gắng là học cho giỏi sau này là lo lại cho ba cho mẹ nha. Giỏi quá trời luôn, ngon lắm cả nhà. Vô trong cái ngôi nhà của vợ chồng anh Vân thì cả nhà mình cũng nhìn thấy là cái ngôi nhà của anh chị á. Trời mưa, gà được anh chị chia sẻ là nó dột dữ lắm, dột chỗ mấy cháu nằm. Ở bên trên anh có làm một cái máng nước nhưng mà nó chảy quá trời luôn. Quần áo nè, ai cho cái gì cũng mang về để dành cho mấy cháu. Mặc vào mùa đông á, trời lạnh. Hôm nay gà đi lên trên đây á là được anh chị dẫn đi lên trên núi để mình biết được rất là nhiều điều rất là hay luôn cả nhà. Thì lúc trước á mình ở dưới cái khu vực mà gà ở thì gà vẫn chưa có nhìn thấy là người đồng bào họ ăn những cái rau ở trên rừng. Thì mình đi á một ngày đàn thì mình học một sàn khôn, nếu như mà sau này mình có đói á thì mình ra rừng mình thấy cái cây đó mình có thể bứt về mình làm canh ăn được. Thì anh Vân lúc trước anh cũng đâu có biết đâu đúng không anh? Không à. Không biết luôn hả? Bây giờ là anh ở trên đây là anh quen luôn rồi. Quen luôn. Ở trên đây thì gà thấy khí hậu nó rất là mát mẻ. Mình ở đây mình sống với khí hậu mát mẻ mình cảm thấy rất là thoải mái luôn cả nhà. Và còn đào được cái củ sâm nữa chứ. Hôm nay gà lên đây thì gà có một cái món quà dành tặng cho gia đình anh chị. Gà muốn là giúp đỡ cho anh đưa chị đi đi khám bệnh cả nhà, đi khám cái lỗ mũi của chị á, để chị cái căn bệnh viêm son.
gà nghĩ là cái bệnh viêm xoang của chị là nó chuyển sang là mãn tính luôn rồi. Ừ. Nặng luôn rồi, bị nặng luôn rồi. Tại vì chị có chia sẻ, chị nói là khi mà chị hỉ ra cả nhà là nó ra máu, ra mủ mà nó thúi dữ lắm. Nó thúi mà anh nằm kế bên anh ngủ mà anh chịu không nổi luôn. Phải không anh? Ừ, đúng rồi. Ừ. Với lại cái ngực của chị là nó nhức mà hút nó ra mủ rất là nhiều. Gia đình không có tiền để mình đi khám thử những cái căn bệnh, là những cái căn bệnh rất là nguy hiểm luôn cả nhà. Thì con cũng xin phép quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trích cái quỹ của quý ông bà cô chú để gửi tặng cho gia đình anh chị có một cái số tiền để anh có thể là đưa chị đi vào trong Sài Gòn khám bệnh cho chị, nếu như được có thể là chữa trước là cái mũi cả nhà, tại vì cái mũi là đã thúi rồi, chữa trước cái căn bệnh đó. Ở đây á, người đồng bào họ sống rất là thọ, nhưng mà khi mà bệnh xuống á, thì mình không có tiền để chữa trị, rồi càng ngày cái bệnh nó càng nặng thêm, rất là tội. Nếu như mà chị ở trên đây mà có chuyện gì xảy ra thì bốn đứa nhỏ, rất là thương bốn đứa nhỏ luôn cả nhà. Con xin phép quý ông bà cô chú anh chị, nhóm cô Lê Thị Minh Nguyệt, cô có gửi cho gà là 13.250.000 đồng. Cô Thu Hằng và bé Ethan ở bên Mỹ có gửi cho gà là 220 đô la Mỹ, là 5.280.000 đồng. Và cô Kim Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho gà là 11.600.000 đồng. Chị Tina Mai gửi cho gà là 10.070.000 đồng. Thì chị Tina Mai á, có nhờ gà là mua gạo, mua lạc xưởng, rồi mua bánh, mua kẹo cho mấy bé. Nhưng mà em xin lỗi chị rất là nhiều, tại vì quê của em là mưa gió, với lại cái vùng đây là vùng núi. Em có ra ngoài tập hóa em mua nhưng mà người ta không có bán. Em mua một thùng sữa, họ không có bán một thùng, mà họ bán có kiểu như bán lẻ ra. Tại vì ở trên đây là người ta không có bán một thùng, bán một thùng là không có ai mua. Người ta chỉ mua một hộp, hai hộp, tại vì người ta đi làm á, chiều người ta xuống mua hộp, hai hộp. Bánh kẹo cũng vậy, người ta chỉ bán cục hai cục kẹo thôi, chứ người ta không có bán nguyên một cái bịch. Người ta xé ra á, thì như lạc xưởng đồ này kia, với lại gạo thì em có thể là mua được. Nhưng mà lúc nãy là em cái trên cái đoạn đường mà đi lên nhà của anh chị là trời mưa lớn, nên là em không có mang theo gạo, em sợ là ướt á, là nó sẽ bị mốc. Thì em mong là chị Tina Mai thông cảm cho em về cái việc này, thì em sẽ gửi tiền cho anh chị để anh chị có thể là đi ra ngoài làng mua về, mình có thể là mua những thứ mà mình cần thiết á. Tại vì anh chị biết cái gì mình cần thiết thì anh chị mua. Cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Tổng số tiền là 40.200.000. Thì lúc nãy gà có mua bánh kẹo là hết 183.000 đồng, thì còn lại là hơn 40 triệu thì gà sẽ gửi lại cho anh chị. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho anh chị có một cái số tiền có thể là chữa được cái căn bệnh của mình. Gà đến đây là gà muốn là hỗ trợ giúp đỡ cho những người bệnh tật, những người khó khăn, những người già, lớn tuổi, đặc biệt là những người bệnh tật, để mình có thể là giúp họ vượt qua cái khó khăn này. Bây giờ gà sẽ trao tiền cho gia đình anh. Trước tiên thì còn dư lại là 17.000, em gửi cho anh là 20 nha. Đây là 40 triệu, là 4 cọc 40 triệu nè. Một cọc như vậy là 10 triệu nha cả nhà. 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu. Em gửi cho anh nha. Anh chị gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho anh chị. Giờ vợ chồng cháu cũng không có gì, cũng cảm ơn tấm lòng vàng của các bác, các cô, các chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho vợ chồng con số tiền để con có mà con lo bệnh cho vợ con, thì con rất là biết ơn. Anh chị có suy nghĩ là mình sẽ có một số tiền như thế này? Cuộc đời của anh nắm được nhiêu này, cuộc đời anh hồi nhỏ giờ anh mới được cầm một số tiền như vậy. Thì bây giờ em chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ thôi. Tại vì em làm việc á, là cái gì rõ ràng cái đó. Thì cái số tiền này là của cô chú Mạnh Thường Quân,
ủng hộ cho gia đình mình, thì em muốn là mình sử dụng đúng cái mục đích của mình, mình sử dụng đồng tiền cho chính đáng, là đưa chị đi khám bệnh, coi thử bệnh tình của chị như thế nào. Cái sức khỏe là quan trọng nhất, không có cái gì trên cuộc đời này không có cái gì mà bằng cái sức khỏe đó nha. Cả nhà mình thấy gà đi làm cái công việc này á, nhưng thực tế ra gà nói cả nhà mình không tin đâu. Bản thân của gà là cầu được ước thấy, có nghĩa là mình muốn một cái gì đó, không phải là mình có tiền để mua, nhưng mà mình ước, mình cầu nguyện. Trước khi gà làm công việc thiện nguyện này á, là gà đã quỳ dưới chân Chúa Mẹ Maria, tại vì gà là người đạo Thiên Chúa. Gà quỳ dưới chân Chúa Mẹ là gà ước mơ. Gà nói nhỏ với mẹ là con ước mơ là được đi giúp đỡ những người nghèo khó khăn. Đó, thì khi mà mẹ nghe được cái lời thỉnh cầu của gà, thì mẹ đã cho gà đi làm cái công việc này. Gà muốn cái gì, mình suy nghĩ, mình ước mơ, mình cầu nguyện là mình sẽ được. Thì anh chị, nếu như mình muốn cái gì đó, mình hãy cầu nguyện với Chúa. Nếu như anh chị ở bên Phật thì mình cầu nguyện với lại Đức Phật, thì mình sẽ được tất cả. Mình làm phước thì mình sẽ được tất cả. Thì bây giờ anh cho phép em là đếm lại cái số tiền đó rõ ràng cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xem đúng cái số tiền là 40 triệu 20 ngàn đồng nha cả nhà. Thì anh đếm hai cọc đi, em đếm hai cọc nha. Đây cả nhà, đây là hai cọc 20 triệu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Mỗi tay không anh? Mỗi tay luôn hả? Em đã từng đếm cái số tiền 100 ngàn, 50 ngàn như vậy là mấy trăm triệu luôn á. Đếm xong cái cổ tay của mình á, giống như là cái cọng dây gân nó muốn rớt ra ngoài. Hồi nãy em tính đếm luôn, nhưng mà em sợ là cái tiếng nói của mình nó lấn át làm cho anh quên đi cái lúc mà đếm á. Bây giờ em đếm nha. Cái tay của mình nó cũng khô quá cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 11 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 98 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 tờ là 10 triệu nha anh.
Thì anh đếm cọc tiếp theo đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Đủ anh ha. Bây giờ anh đếm cái cọc cuối cùng nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Cái tay mình nó khô quá cả nhà, trời mưa cái tay nó khô á. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. Vậy là đủ 40 triệu 20 ngàn đồng nha anh nha. Bây giờ em gửi cho anh chị, đây là số tiền của anh chị để anh chị đi chữa bệnh nha. Thì có nhiều cô chú góp ý với gà, nói với gà là đếm chi cho nó mệt, tiền này đếm chi cho nó mệt cả nhà. Nhưng mà mỗi YouTuber là có một cách làm việc khác nhau. Thì cái này là cách làm việc của gà. Gà muốn là cái gì rõ ràng cái đó, để chia sẻ đến tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là biết được cái số tiền của quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là gửi đến cho những người nghèo là đúng cái số tiền đó. Ví dụ như gà cầm một cọc tiền như thế này, cả nhà mình đâu có biết là gà trao cho người nghèo là bao nhiêu tiền đâu. Thì gà phải đếm rõ ràng cho cô chú nhìn thấy, để cô chú biết được đồng tiền của mình đã đến tay người nghèo chính xác cái số tiền đó nha. Mình gửi cho anh chị nha. Còn 20 ngàn đây nữa chứ nha anh chị. Gà xin thay mặt anh với lại chị một lần nữa cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ gia đình anh chị mà rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn được quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mở tấm lòng giúp đỡ đi chữa bệnh nè, rồi cất nhà cất cửa. Cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị rất là nhiều luôn.
Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho tất cả quý bà của chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ cũng mưa với lại tối rồi á, là em xin phép anh chị em xuống núi nha. Chị có vui không chị? Có chứ. Phải cố gắng lên nha, đi khám bệnh. Mình hết bệnh, mình có sức khỏe thì mình mới chăm lo được cho gia đình của mình, cho con, cho cái ha. Anh cầm tiền mà anh run tay luôn á cả nhà. Số tiền này đối với những người nghèo nó rất là lớn, thật sự là rất lớn luôn. Không bao giờ mà mình tưởng tượng là mình có một cái số tiền lớn như thế này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Thì cả nhà mình đó, có góp ý gì thì hãy bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm cho Gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi đến tất cả mọi người cùng biết nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Bye bye.